Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ show cho anh em một set đồ của một cao thủ Thiên Yên Song Đao. Vài ngày trở lại đây thì Khải thấy hôm nay có cũng khá là thường xuyên lên top. Anh em cùng xem set đồ của Thiên Yên Song Đao này như thế nào nha. Hôm nay thì ổng được top 6, top 7 nè, thu Khải một top. Khải hôm nay Khải top 6 thôi. Ok, anh em cùng xem đồ nha. Một gia truyền kháng lôi 15, áo phục hồi 40, lấy cho mình cái móc phục hồi 40, một cái nón làm chậm 40 sinh lực lực, một vũ khí làm chậm 40, hiện tại đang có cho mình hiệu ứng 80 làm chậm từ vũ khí và nón. Bao tay xem, bao tay khăn lôi 21, ngập bội khăn lôi 19 sinh lực cao, bao tay thì chỉ mình khăn lôi sinh lực cũng khá là cùi. Nhẫn khăn băng thì dân chúng độc, giày khăn lôi dân lôi 29, tóc 17 được khăn lôi thôi, tóc thì khá kém. Ok, nói chung là mát khăn lôi nè, mà khăn lôi mát khăn lôi chỉ được cho mình đó là 80 làm chậm thôi, không có chón luôn nha anh em, không có chón rồi, 80 làm chậm và 30 chúng độc đó, hiệu ứng vậy thôi. Hôm nay không biêu chón luôn em, không biêu chón luôn, rất khó đánh ở những trận tống kim, giờ đang mà đụng vô cá chắc đơn người luôn em, không có chón nè. Nói chung là điều cá được cái lại là phục hồi cao thì cũng có thể né những cái đòn của giờ đang cũng cực kỳ ok, kèm theo cái trắng phái 50 mấy điểm nữa thì phục hồi mát rồi, tầm này Thiên phục hồi mát rồi, khá là cao. Ok, bây giờ thì Khải sẽ đi làm gia tẩu này, gia tẩu này đi đánh boss đại thôi. Anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ nha, bye bye anh em.